chào quý vị và các bạn. Chương trình Đông y Du khỏe kỳ này xin gửi đến những nội dung sau. Cẩm Nam Đông Dược sẽ giới thiệu vị thuốc từ rau ngót hay còn gọi là rau bù ngót. Chế độ ăn uống phòng ngừa đái tháo đường là nội dung của một trò chuyện cùng bác sĩ. Bài tập thái cực quyền để tăng cường sức khỏe cho bệnh nhân đái tháo đường sẽ được giới thiệu trong một Đông y trong nhà. Sau đây kính mời quý vị khán giả theo dõi nội dung chương trình. Cây rau ngót hay còn gọi là bù ngót, đây là một loại cây có nhiều công dụng trong cuộc sống. Không chỉ là một món ăn thông thường, rau ngót có rất nhiều vị thuốc tốt cho sức khỏe của cả người lớn và trẻ em. Bởi rau ngót giúp tăng cường sức khỏe cho người mới ốm dậy, người già yếu hay phụ nữ sau khi sinh. Trong 100 gram rau ngót có chứa 0,08 gram chất béo, 9 gram đường, các vitamin B1, B2, vitamin C, kali, sắt, vân vân. Rau ngót rất dễ trồng và dễ sống. Theo Đông y, lá rau ngót có vị bùi ngọt, tính mát, rễ có vị hơi ngâm đắng. Lá và rễ đều có tác dụng mát huyết, quạt huyết, lợi tiểu, giải độc, kích thích sự co bóp của tử cung. Khi dùng làm thuốc thường chọn những cây sống từ 2 năm trở lên. Dùng lá rau ngót chữa ban sởi, ho, viêm phổi, sốt cao, đái rắc, tiêu độc. Sử dụng 20 đến 40 gram lá tươi sắc uống. Công dụng lợi tiểu, thông huyết, kích thích tử cung co bóp. Dùng 20 đến 40 gram rễ tươi rửa sạch, giã nát, ép lấy nước uống trong ngày. Trị tư lưỡi ở trẻ em. Lấy 10 gram lá tươi, rửa sạch, giã nhỏ vắt lấy nước, hòa với nửa muỗng cà phê mật ong, thấm vào một miếng gạc mềm sạch. Sau đó rơ lên lưỡi, lợi, dòm miệng của trẻ, rơ nhẹ cho đến khi hết tươi trắng. Trị đau mắt đỏ, nhức nhối khó chịu. Lá rau ngót 50 gram, rễ cọ xước 30 gram, lá dâu 30 gram, lá tre 30 gram, rau má 30 gram, lá chanh 10 gram. Tất cả đều dùng tươi, sắc đặc, chắc lấy nước uống nhiều lần trong ngày. Trị nước tiểu vàng đục và đau vùng thắt lưng. Nấu canh rau ngót với nấm rơm, mỗi ngày ăn một lần vào buổi chiều, ăn liên tục trong 3 đến 4 ngày. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay số lượng người mắc bệnh đái tháo đường trên thế giới ngày càng gia tăng với tốc độ đáng lo ngại. Họ phải đối mặt với tình trạng sống chung cả đời với thuốc và kiểm soát lượng đường trong máu rất dễ có biến chứng. Nhưng nguy hiểm hơn cả là có khoảng 65% số người chưa biết mình mắc phải căn bệnh này. Tuy nhiên chúng ta có thể hoàn toàn phòng ngừa được căn bệnh này nếu như hình thành được những thói quen tốt. Trong một trò chuyện của bác sĩ hôm nay, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hùng, trưởng khoa cấp cứu tim mạch bệnh viện Học cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng tham gia để tư vấn cho quý vị khán giả cách để phòng ngừa căn bệnh đái tháo đường. Trước hết thì xin bác sĩ Nguyễn Văn Hùng có thể cho quý vị khán giả được biết những đối tượng nào dễ mắc phải căn bệnh đái tháo đường ạ? Hiện nay thì đái tháo đường người ta chia làm hai loại chính. Đái tháo đường tiếp 1 và đái tháo đường tiếp 2. Đái tháo đường tiếp 1 người ta thấy rằng thường là do yếu tố là môi trường và yếu tố di truyền và thường thường gặp ở những lứa tuổi mà trẻ dưới 30 tuổi. Còn đối với người đái tháo đường tiếp 2 thì thường đa số người ta thường gặp ở những người trên 40 tuổi, những người mà béo phì hoặc là những người ít vận động. Hiện nay thì chúng ta đã biết là cái tình trạng thừa cân béo phì ngày càng trở nên phổ biến ngay cả ở người lớn và cả trẻ em. Có phải những cái đối tượng này là những cái đối tượng có nguy cơ cao hơn dễ mắc phải căn bệnh đái tháo đường hay không ạ? Giữa cái béo phì và cái đái tháo đường là có cái mối liên hệ liên kết chặt chẽ lẫn nhau. Người ta thấy người béo phì thì thường là những người có cái đề kháng insulin, có nghĩa là cái người này cái thụ thể nó không thể hấp thụ insulin trên đường, không thể tiêu thụ máu được. Đồng thời đi căng với đái tháo đường tiếp 2. Một số nghiên cứu hiện nay thì người ta thấy nếu một người mà bị BMI trên 25 thấy rằng là người ta bị đái tháo đường gấp 3.74 lần. Một nghiên cứu của Thái Hồng Quang và cộng sự thì người ta thấy rằng béo phì loại 1 thì bị đái tháo đường gấp 4 lần, nhưng béo phì loại 2 thì bị đái tháo đường gấp 30 lần. Nếu như những người mà đái tháo đường phát hiện rồi thì người ta sẽ có những cái phương pháp điều trị. Tuy nhiên có những người người ta không biết mình đã mắc bệnh hay không thì làm như thế nào để có thể phát hiện được căn bệnh này ạ? Trên thế giới người ta cũng đã chấp nhận trường hợp nghĩa là 100 người đái tháo đường nhưng chỉ có 50 người phát hiện và 50 người không được phát hiện đái tháo đường. Thế thì tôi nghĩ rằng một cái điểm là như vậy. Bây giờ muốn phát hiện bệnh đái tháo đường thì chúng ta phải có cái chuẩn của nó. Cái chuẩn người ta quy định như thế này. Có khi người nào mà người ta đột xuất là đi xét nghiệm đường huyết thì đường huyết nó lên khoảng 200 mg/dl thì chắc hẳn người đó bị đái tháo đường. Là một cái điểm thứ hai là bất kỳ một người nào mà sáng người ta đói xong người ta đi để xét nghiệm máu, nhưng nếu mà lượng đường trong máu là 126 mg/dl thì có thể đây là một bệnh nhân bị đái tháo đường. Và con người thứ ba đó là nếu một người nào mà
làm theo cái nghiệm pháp gọi là uống đường được uống tăng đường huyết sau giờ thứ hai, mà khi mà nó tăng lên 200 thì đây là cũng là một người đái tháo đường. Cho nên thì vấn đề chẩn đoán đái tháo đường thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề là vấn đề tầm soát, nên có thể là tất cả những người 30 tuổi hoặc là 40 tuổi trở lên nên có yêu cầu nên kiểm tra lại vấn đề sinh hóa máu về đường, về mỡ máu để kiểm tra thường xuyên 6 tháng hoặc là 1 năm một lần để kiểm tra xem con mình có bị đái tháo đường hay không. Vâng ạ, đái tháo đường hiện nay là một căn bệnh rất là đáng lo ngại cho tất cả mọi người. Vậy chúng ta có cách gì để phòng ngừa được hay không ạ thưa bác sĩ? Nếu mà muốn phòng ngừa đái tháo đường thì người ta đề nghị thứ nhất là bản thân anh là phải có thay đổi lối sống. Thay đổi lối sống có nghĩa là gì? Thay đổi lối sống có nghĩa là phải thay đổi thói quen ăn uống và phải tập vận động thể dục thể thao. Phải làm sao giảm trọng lượng 5-10% trọng lượng cơ thể của mình. Ăn uống những rau quả, những chất xơ nhiều hơn. Ăn đồ nấu nó có vẻ nó tốt hơn ăn đồ xào, đồ chiên nấu. Nên ăn cá thay cho thịt tốt hơn. Nếu mà bây giờ bạn tập thể dục như vậy tốt rồi, bạn giảm được cái trọng lượng như vậy rồi và bạn ăn uống tốt như vậy rồi, thì người ta nghiên cứu rằng thì bạn đã giảm được 58% bệnh đái tháo đường rồi. Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc phòng ngừa? Cuộc sống mỗi ngày chúng ta không phải cần ăn thôi, mà cũng phải để mà đủ năng lượng, để mà đủ cái chất để chúng ta hoạt động thôi. Chúng ta nên dùng những loại thực phẩm mà có lợi cho sức khỏe tốt. Yêu cầu là chúng ta nên dùng khoảng 30 đến 40 gram sơ mỗi ngày. Rồi dùng các loại ngũ cốc, rồi những loại dầu thực vật cho tốt. Cái nữa thì chúng ta nên ăn thành nhiều bữa, rồi không nên uống rượu nhiều quá, nhất là 2 lon bia một ngày, và không nên hút thuốc. Nên có chế độ kiểm tra thật tốt về vấn đề huyết áp, về vấn đề cân nặng, về vấn đề đường huyết và vấn đề mỡ máu để có thể theo dõi tốt cho vấn đề cho chúng ta. Vâng ạ. Khi nói về chế độ dinh dưỡng thì nhân đây xin bác sĩ có thể cho biết thêm là những cái loại thực phẩm nào mà chúng ta nên bổ sung vào thực đơn và những loại thực phẩm nào mà chúng ta không nên dùng để góp phần phòng ngừa tốt hơn ạ? Thứ nhất là đậu phộng. Cái đậu phộng thì thực ra thì cái đậu phộng thì chúng ta ăn có thể chúng ta ăn thường xuyên rồi. Nhưng nhiều khi chúng ta ăn đậu phộng nấu cũng hơi chán, đậu phộng rang cũng hơi chán. Thì nó có những cái chế phẩm từ đậu phộng. Tuy nhiên chế phẩm đó là ví dụ như bơ đậu phộng, nhưng mà thực sự ra thì nó không có đường. Thì chính như vậy thì nó tốt nhất. Chính như vậy thì người ta nghiên cứu rằng thì nếu mà người nào ăn 5 ngày đậu phộng trong một tuần lễ thì phòng ngừa 25% bệnh nhân đái tháo đường thôi. Thì rất đó, là tốt. Rất tốt mà. Mà chỉ cần ăn, mình ăn đậu phộng là cũng được, ăn hộp nấu cũng được, ăn rang cũng được, ăn cũng được. Thứ hai là người ta khuyên mình nên uống đậu nành, bởi vì đậu nành nó hạ mỡ máu rất tốt. Cái bắp, trong bắp nó có rất số vitamin cũng ảnh hưởng rất tốt cho cái cơ thể của mình. Cái thứ hai nữa là những cái món ăn thường dùng của mình, tức là khoai lang, khoai tây. Khoai lang, khoai tây thì muốn ăn kiểu nào cũng được, thì nó cũng là chất xơ thôi. Nhưng mà nó có một số cái tốt, có nghĩa là nó có thể giúp cho lượng đường huyết không tăng cao, nó cũng giảm được cái lượng đường huyết rất tốt. Cái nữa thì tôi thấy một cái điều kiện người ta đưa ra là cà phê. Có thể nói rằng cà phê uống 3-4 tách một ngày thì có thể giảm được 35% đái tháo đường. Thế nhưng cà phê nó có một cái tác dụng xấu là gì? Là bởi vì nó có caffeine cho nên nó gây ra mất ngủ cho bệnh nhân. Cho nên nếu mà bệnh nhân uống mà để phòng ngừa đái tháo đường nên uống ban ngày tốt hơn, ban đêm thì người ta không được. Cuối cùng thì tôi thấy có một cái vị thuốc và cũng là cái thói thường quen của mọi người, đó là trà, trà xanh mỗi ngày. Thì người ta quy định rằng có thể uống một ngày 3 tách hoặc là 4 tách trà xanh thì nguy cơ giảm tiểu đường nó đã giảm tới gần 40%. Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Hùng rất là nhiều. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như chúng ta hiểu rõ hơn về căn bệnh đái tháo đường này thì vấn đề phòng trị cũng sẽ dễ dàng hơn. Đặc biệt những việc hình thành thói quen tốt cũng là một trong những điều kiện để chúng ta có thể phòng ngừa được căn bệnh này. Còn bây giờ thì chúng tôi kính mời quý vị khán giả đến với một đông y trong nhà. Luyện tập thái cực quyền là phương pháp tốt nhất để rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Bởi khi luyện tập thái cực thường xuyên sẽ mang lại hiệu quả rất thiết thực cho hệ tuần hoàn, tim mạch cũng như cơ khớp cho người cao tuổi. Và đặc biệt đối với hệ hô hấp thì phổi được làm việc tích cực hơn, cũng như cơ khớp sẽ dẻo dai hơn. Kính thưa quý vị khán giả, khi luyện tập thái cực quyền, thân pháp chúng ta phải luôn giữ thẳng, không cúi trước ngã sau, nghiêng qua đổ lại. Tất cả các cơ khớp phải luôn được thả lỏng, kết hợp thực hiện động tác với nhịp thở một cách tự nhiên.
tay chân phối hợp phải thật ăn khớp với nhau, trọng tâm ổn định từng chân, tránh dồn trọng lượng vào hai chân. Tập luyện thái cực quyền chúng ta phải dụng ý chứ không dụng lực. Sau đây xin mời quý vị khán giả cùng chúng tôi sẽ thực hành bài thái cực quyền. Tư thế lập bộ, hai chân đứng sát vào nhau, hai tay xuôi cặp sát sườn, mắt nhìn thẳng ra phía trước. Giữ bị thức, từ từ chuyển trọng tâm qua chân phải, co gối trái lên ghê, mũi chân trái qua bên trái rộng bằng vai, hạ gót chân trái, trọng tâm dồn hai chân. Khởi thức, hai tay từ từ nâng lên ngang vai, cổ tay mềm ra, chầm khuỷu tay khuỷu gối. Chuyển trọng tâm qua chân phải, ngửa tay trái, thu chân trái ôm bóng, mở gối trái qua bên trái, đặt gót chân trái, khuỷu gối chân trái, kéo tay trái ra phía trước, chầm tay phải bên hông, tả giả mã phân tông. Đề bộ ra sau, mở mũi chân trái qua bên trái 45 độ úp tay trái, thu chân sau lên ngửa tay phải ôm bóng, đặt gót chân phải, khuỷu gối chân phải, kéo tay phải ra phía trước, trầm tay trái bên hông trái, tả giả mã vân tông. Đề bộ ra sau, mở mũi chân, thu chân sau lên ôm bóng, đặt gót chân trái, khuỷu gối chân trái, kéo tay trái ra phía trước, trầm tay phải bên hông, thu chân sau lên nửa nhịp, xoay nhẹ qua trái 45 độ ôm bóng, nhả trọng tâm về bên phải, tay phải để lên cổ tay phải 45 độ về phía trước, duỗi chân bung tay trái qua bên hông trái, bạch hạc lượng xí. Tả lâu tất cả bộ, đảo tay phải qua bên trái, nâng tay trái lên, hạ tay phải gặp tay trái, xoay về sau bên phải 45 độ thu chân trái, đặt gót chân trái, hạ tay trái bên hông phải, gặp khuỷu tay phải, khuỷu gối chân trái, đẩy tay phải ra phía trước, tay trái về hông. Hữu lâu tất ảo bộ, đề bộ ra sau, mở mũi chân qua bên trái 45 độ, thu chân sau lên, nâng tay trái lên, ngửa tay phải gặp trước ngực, đặt gót chân phải, trầm tay phải xuống hông trái, gặp khuỷu tay trái, khuỷu gối phải, đẩy tay trái ra phía trước, tay phải trầm về hông. Tả lâu tất ảo bộ, đề bộ ra sau, mở mũi chân 45 độ bên phải, thu chân sau lên, nâng tay phải lên, ngửa về sau 45 độ, tay trái gặp trước ngực, đặt gót chân trái, hạ tay trái bên hông phải, gặp khuỷu tay phải, khuỷu gối chân trái, đẩy tay phải ra phía trước, tay trái về hông. Thủ huy tỳ bà, 1. Thu chân sau nửa nhịp, hạ bàn tay phải, nhả trọng tâm về chân sau, nâng tay trái lên phía trước, tay phải kéo qua bên phải, đặt gót áp tay. Chúng tôi vừa hướng dẫn xong phân đoạn 1 của bài Thái Cực Quyền 24 thức giảng hóa. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình Đông Y Du Khỏe kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.